Xin kính chào quý bậc phụ huynh. Cô chào tất cả các em học sinh lớp 2 đang theo học trên kênh truyền hình. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tiết tiếng Việt lớp 2 thuộc bộ sách Cánh diều. Chủ điểm 8, em yêu thầy cô. Bài viết 1, nghe thầy đọc thơ. Tập viết chữ hoa g. Cô mời các em đi vào phần thứ nhất, tập chép. Nghe thầy đọc thơ. Các em hãy quan sát lên màn hình. Trên màn hình có vẻ hình ảnh của một thầy giáo đang cầm trên tay cuốn sách. Xung quanh thầy là những bạn học sinh với gương mặt rất vui tươi, thích thú và háo hức. Vậy thầy giáo đã đọc những gì, đã giảng những gì mà các bạn học sinh lại háo hức, thích thú đến như thế? Cô mời các em cùng cô tìm hiểu nội dung của bài tập chép Nghe thầy đọc thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 67, quan sát ở sách hoặc theo dõi lên màn hình. Nghe cô đọc bài. Nghe thầy đọc thơ, trích. Em nghe thầy đọc bao ngày, tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà, mái chèo nghiêng mặt sông xa, bâng khuâng nghe vòng tiếng bà năm xưa, nghe trăng thở đồng tàu dừa, rào rào nghe chuyện cơn mưa giữa trời. Trần Đăng Khoa. Qua nghe đoạn thơ cô vừa đọc, em cho cô biết khi nghe thầy giáo đọc thơ, các bạn đã liên tưởng đến những gì? Khi nghe thầy giáo đọc thơ, các bạn đã liên tưởng đến nắng, cây, mái chèo, tiếng bà, trăng và cả cơn mưa. Cả em ạ, những hình ảnh, những từ ngữ đó giúp các bạn học sinh liên tưởng đến nắng như tươi hơn, cây như xanh hơn. Các bạn học sinh còn cảm nhận được tiếng khua nhẹ của mái chèo trên mặt sông xa. Các bạn còn nghe cả tiếng bà vọng lại từ năm xưa. Ngay cả đêm trăng rất đỗi bình thường cũng trở nên sống động khi dòng thơ của thầy cất lên. Đây chính là hình ảnh đêm trăng. Nghe trăng thở đồng tàu dừa. Lúc này các bạn học sinh liên tưởng đến hình ảnh của ánh trăng đang thở làm rung rinh và lay chuyển những tàu dừa. Đó chính là những cảm nhận, những cảm xúc mà các bạn học sinh cảm nhận được khi nghe thầy giáo đọc thơ. Để viết tốt bài này, cô hướng dẫn các em lưu ý một số từ. Từ thứ nhất, quanh. Khi viết đến chữ quanh, các em lưu ý chữ quanh được viết chữ cua đứng trước, vần ăn đứng sau. Cô mời các em luyện viết bảng có quanh. Từ tiếp theo đó là nghiêng. Chữ nghiêng được viết chữ ngơ ghép đứng trước, ghép với vần yên đứng sau. Cô mời các em luyện viết bảng con nghiêng. Từ tiếp theo, mặt sông. Các em chú ý, chữ mặt có chữ mờ và lưu ý cho cô vần ắt đứng sau. Chữ sông lưu ý có chữ sơ. Cô mời các em luyện việc bạn con mặt sông. Từ tiếp theo, bâng khuâng. Chữ bâng có vần ân đứng sau, chữ khuâng có chữ khơ đứng đầu, vần uân đứng sau. Các em hãy viết bảng con bâng khuâng. Từ cuối cùng, chuyện. Lưu ý chữ chơ đứng đầu, vần uyên đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu con chữ ê. Các em hãy luyện việc bảng con chuyện.
Cô mời các em đọc lại những từ vừa luyện viết. Quanh, nghiêng, mặt, sông, bâng, khuâng, chuyện. Các em hãy đọc lại bài thơ. Hãy quan sát lên màn hình cho cô biết đoàn chép nghe thầy đọc thơ gồm mấy dòng thơ. Đoàn chép nghe thầy đọc thơ gồm 6 dòng thơ. Hãy đếm cùng cô dòng thơ thứ nhất có bao nhiêu chữ. Dòng thơ thứ nhất có 6 chữ. Và dòng thơ thứ hai có bao nhiêu chữ? Dòng thơ thứ hai có 8 chữ. Các em à, dòng thơ thứ nhất có 6 chữ, dòng thơ thứ hai có 8 chữ. Được xếp liên tục và xen kẽ nhau, ta gọi là thơ lục bát. Vậy, khi trình bày vào vở thơ lục bát thì trình bày như thế nào? Cô mời các em mở vở luyện viết trang 21. Đầu tiên các em điền vào thứ, ngày, tháng, năm. Ở vở luyện viết được in sẵn bài chép. Nhiệm vụ của mình trước khi chép các em đọc thầm lại bài thơ. Lùi vào 5 ô viết đề bài. Ở đây có dấu chấm đen chính là điểm đặt bút của đề bài. Xuống dòng, lùi vào 2 ô viết dòng thơ thứ nhất cũng đã có dấu chấm đen. Xuống dòng, lùi vào 1 ô viết dòng thơ thứ hai. Các em lưu ý, cứ dòng thơ 6 chữ lùi vào 2 ô, dòng thơ 8 chữ lùi vào 1 ô. Tiếp tục như thế cho đến hết đoàn chép. Tên tác giả, các em lùi vào cho cô 7 ô. Tất cả các chữ cái đầu dòng thơ đều được viết hoa. Dòng thơ cuối cùng có dấu ba chấm. Cô hướng dẫn các em cách trình bày vào vở ô ly. Đầu tiên các em viết cho cô thứ, ngày, tháng, năm. Lùi vào 5 ô viết tập chép. Xuống dòng, lùi vào 4 ô viết đề bài, nghe thầy đọc thơ. Các em cắt ra cho cô một dòng kẽ. Xuống dòng, lùi vào 2 ô tính từ lề đỏ vào. Viết dòng thơ thứ nhất. Lùi vào 1 ô viết dòng thơ thứ hai và tiếp tục như vậy cho đến hết đoàn chép. Chú ý cho cô, tên tác giả lùi vào 7 ô và viết hoa cả các chữ cái đầu tạo thành tên, bởi vì đây là tên riêng chỉ người. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em trình bày các loại vở. Bây giờ, các em cùng cô thực hiện một số bài tập. Chúng ta sang phần luyện tập. Cùng cô đọc yêu cầu. Câu hỏi 1. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống rồi giải câu đố. Vần uôn hay uông? Các em lặng nghe cô đọc. Đầu đuôi vờ ô trống vẫn như nhau. Thân chia nhiều đốt, rất mau, rất đều. Tịnh tình chân thực đáng yêu. Mơ ô trống sắc, biết dài ngắn mọi điều có em. Là cái gì? Ở đây các em cần phải hiểu là từ mau. Mau chính là gần nhau. Nhiệm vụ của các em là hãy đọc thầm, suy nghĩ, chọn vần uôn hay vần uông để điền vào hai ô trống này, tạo thành những tiếng từ đúng chính tả
và đầy đủ đoạn thơ. Các em cùng cô điền ô trống thứ nhất. Đầu, đuôi, vờ, ô trống, ta chọn vần uốn hay vần uống để điền vào? À, nếu ta chọn vần uốn, cô có tiếng vuông. Nếu ta chọn vần uốn, cô có tiếng vuông. Nhưng nếu điền vào đây tiếng vần uốn để có tiếng vuông, thì từ này không đúng chính tả và không có nghĩa. Vậy ô trống này ta chọn vần uốn. Cô có từ vuông vắn. Vuông vắn nghĩa là rất đẹp. Ô trống tiếp theo chúng ta cần điền. Các em suy nghĩ và cho cô biết ta chọn vần uốn hay vần uông để điền vào. À, tương tự, nếu cô chọn vần uốn, cô có tiếng muốn. Và nếu cô chọn vần uông, cô có tiếng muốn. Bây giờ, các em hãy điền một trong hai từ đó vào đây. Đây chính là từ đúng chính tả. Vậy, ở đây ta điền vần uốn. Cô mời các em hãy đọc lại những từ chúng ta vừa điền được và đoạn thơ. Vuông, muốn. Đầu đuôi vuông vắn như nhau, thân chia nhiều đột, rất mau, rất đều. Tịnh tình chân thực đáng yêu, muốn biết dài ngắn mọi điều có em. Hãy suy nghĩ và cho cô biết là cái gì? À, đó chính là cái thước. Cái thước là một trong những đồ dùng của các em rất là gần gũi, thân quen đối với các bạn học sinh. Cái thước các em thấy này, hai đầu của nó rất là vuông vắn và rất là đẹp. Chúng ta tiếp tục thực hiện bài tập số 2. Cùng cô đọc nào. 2. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống. Rao, dao, dao. Ở đây cô có các từ con, ô trống, ô trống, việc, tiếng, ô trống, ô trống, lưu. Tương ứng với bốn ô trống là các từ còn thiếu. Nhiệm vụ của mình là chọn các tiếng từ đã cho sẵn để điền vào các ô trống này tạo thành những từ đúng chính tả. Các em cùng cô điền ô trống thứ nhất. Con, ô trống, chọn rao, dao hay giáo? À, nếu ta chọn rao thì ở đây có con rao, không đúng, đúng không ạ? Ta chọn dao, cô điền dao. Vậy ô trống này cần điền là tiếng dao. Cô có từ mới, con dao. Con dao là một đồ vật rất quen thuộc trong tất cả các bếp của gia đình mình, dùng để cắt thức ăn hoặc cắt những đồ vật khác. Từ tiếp theo, ô trống, việc, các em chọn rao, dao hay dao, âm gì đứng đâu để điền vào đây tạo thành một từ đúng chính tả? Ta chọn dao để có từ dao, việc, có âm gì đứng đâu. Các em chú ý, giao việc hay giao nhiệm vụ, ta chọn tiếng giao, có âm gì đứng đâu. Tiếp tục, các em cùng cô điền ô trống tiếp theo. Tiếng, ô trống, chọn rao, giao hay giao có âm gì đứng đâu. À, rất là dễ đúng không ạ? Ta chọn tiếng rao để có từ mới, tiếng rao. Tiếng rao là tiếng của những người bán hàng rong hay rao hàng. Tiếp theo, ô trống này ta chọn rao, dao hay dao có âm gì đứng đâu để điền vào đây phù hợp? À, ta chọn tiếng dao có âm gì đứng đâu để có từ mới, dao, lưu. Lưu ý cho cô, dao việc, dao lưu hay dao nhiệm vụ đều có tiếng dao và âm gì đứng đầu. Con dao hay dao đồng thì ta viết tiếng giao có âm dơ đứng đầu. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em điền xong bài tập số 2. Các em hãy cùng cô đọc lại các tiếng từ vừa điền được. Con dao,
giao việc, tiện rao, giao lưu. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện các bài tập củng cố lại các vần, các tiếng từ chúng ta đã học. Cô mời các em giải lao trong vài giây lát. Giọng thầy như tiếng hát, lời thầy như bài thơ, cho em những ước mơ tới chân trời rộng mở. Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, nối tiếp đường cha ông. Bài học đầu tiên ấm êm lời ru của mẹ, con cò sáng bay qua câu ca sâu ngọt ngào. Bài học đầu tiên trong phố lời biển xanh, càng nói những cánh buồm chở tiếng hò quê hương. Bài học đầu tiên cảm ơn thầy, thầy đã dạy con đường tới tương lai xây đất nước đẹp giàu. Cô mời các em tiếp tục tiết học. Các em ạ, tiết trước các em đã được học tập viết chữ hoa E, E. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa mới, đó là chữ hoa G. Đây là chữ hoa G cỡ vừa. Hãy quan sát và cho cô biết chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ cao bao nhiêu ô ly và được viết trên mấy dòng kẻ ngang. Chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ cao 8 ô ly và được viết trên 9 đường kẻ ngang. Chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ rộng bao nhiêu ô ly? Chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ rộng 5 ô ly. Các em nghe cô nhắc lại. Chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ cao 8 ô ly và được viết trên 9 đường kẻ ngang. Chữ hoa G cỡ vừa được viết với độ rộng 5 ô ly. Các em quan sát cô thực hành viết chữ hoa G cỡ vừa. Qua quan sát, các em thấy ở trên chữ mẫu có đánh số 1, 2. Đó chính là hai nét để viết thành con chữ hoa G cỡ vừa. Vậy hai nét đó là hai nét chi? Các em lắng nghe cô hướng dẫn. Nét 1 là nét cong dưới, nối liền với nét cong trái, giống con chữ hoa cờ. Nét 2 là nét khuyết ngược. Cô hướng dẫn các em cách viết chữ hoa G cỡ vừa. Đặt bút ở đường kẻ ngang 6. Viết nét cong dưới. Chuyển hướng bút, viết nét cong trái tạo thành một đường xoắn to trên đầu chữ. Phần cuối của nét cong trái lên đến đường kẻ ngang 3 thì dừng lại. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, các em chuyển hướng bút, viết nét khuyết ngược chạm dòng kẻ ngang 3 phía dưới và dừng bút ở đường kẻ ngang 2 phía trên. Các em hãy quan sát cô viết chữ hoa G cỡ vừa trên bảng.
Cô mời các em hãy thực hành việc chữ hoa gờ cỡ vừa vào bảng con. Tiếp theo, cô hướng dẫn các em việc chữ hoa gờ cỡ nhỏ. Chữ hoa gờ cỡ nhỏ được viết hai nét đặt bút ở giữa đường kẻ ngang 3 và 4, viết nét cong dưới, chuyển hướng bút viết nét cong trái, chạm dòng kẻ ngang 1 và dừng bút ở đường kẻ ngang 2, giống chữ hoa cờ. Từ điểm dừng bút của nét 1, các em chuyển hướng bút, viết nét khuyết ngược xuống giữa đường kẻ ngang 1 và đường kẻ ngang 2 phía dưới và dừng bút ở đường kẻ ngang 1 và 2 phía trên. Các em thực hành viết chữ hoa gờ cỡ nhỏ vào bảng con. Bây giờ cô hướng dẫn các em việc từ ứng dụng. Trong bài có từ ứng dụng là giữ. Các em hãy quan sát cô viết bảng từ ứng dụng giữ. Khi viết từ ứng dụng, các em chú ý viết chữ hoa gờ. Từ điểm dừng bút của chữ hoa gờ, các em nối nét viết các con chữ y, ư, các dấu chấm trên đầu con chữ y, dấu móc trên đầu con chữ ư và dấu ngã được viết sau cùng. Các em thực hành viết chữ giữ vào bảng con. Cô hướng dẫn các em viết bài ứng dụng. Ở bài này, các em có câu ứng dụng là giữ gìn vệ sinh thật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là một hành động của các bạn và của mọi người. Bất cứ ở đâu, ở nơi công cộng, hay ở nhà, hay ở trường, ở lớp. Đó chính là những hành động thuộc nếp sống văn hóa, văn minh. Cô hướng dẫn. Trong câu giữ gìn vệ sinh thật tốt, tiếng nào có chữa chữ hoa gờ chúng ta vừa học? À, đó chính là chữ giữ. Những con chữ nào được viết với độ cao 2 ô ly rưỡi? Đó chính là chữ G và các chữ H. Những con chữ nào được viết với độ cao 1 ô ly rưỡi? Đó chính là các chữ T. Những chữ còn lại các em viết với độ cao 1 ô ly. Riêng có chữ S được viết với độ cao 1 ô ly, nhưng nét thắt của nó nằm trên dòng kẻ ngang 2. Các em lưu ý. Vừa rồi, cô hướng dẫn các em cách trình bày và viết các con chữ từ ứng dụng và bài ứng dụng. Ở dưới bài có hai dòng. Một dòng chữ giữ và một dòng giữ gìn vệ sinh thật tốt được viết chữ nghiêng. Khi viết chữ nghiêng, các em chú ý nghiêng đều các con chữ về bên phải. Cô mời các em mở vở luyện viết. Trong vở luyện viết có những điểm chấm đen
chính là điểm đặt bút của các con chữ. Các em lưu ý đặt bút đúng và viết đúng. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em viết chữ hoa gơ cỡ vừa, cỡ nhỏ từ ứng dụng giữ bài ứng dụng giữ gìn vệ sinh thật tốt. Các em đã nắm được các chữ từ ứng dụng mà cô đã hướng dẫn. Sau bài giảng của cô, các em nhớ hoàn thành bài. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào và tạm biệt các em. Cô xin chào các em. Ở tiết trước, các em đã được học hai tiết đầu tiên của bài 15 cùng với cô Phương rồi. Hôm nay, các em sẽ cùng học tiếp hai tiết tiếp theo là tiết 3, viết chữ viết hoa rê, và tiết 4, nói và nghe, kể chuyện, hòa mi, vẹt và quả. Trước khi bắt đầu vào bài học, các em hãy chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập cho đầy đủ nhé. Giờ chúng ta bước vào tiết học đầu tiên. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em viết chữ viết hoa rê. Các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là chữ viết hoa rê cỡ vừa. Các em hãy đếm xem chữ viết hoa rê có độ cao và độ rộng bao nhiêu ô ly. À, các em đã đếm được chữ viết hoa rê có độ cao 8 ô ly. Và đồ rộng 5 ô ly. Vậy các em có nhận thấy rằng chữ viết hoa rê gồm có mấy nét không? À, chữ viết hoa rê có 2 nét. Nét 1 là nét gần giống với chữ viết hoa C, nhưng phần cuối nét không cuộn vào trong. Nét 2 là nét khuyết dưới. Vậy để viết được chữ viết hoa rê, chúng ta sẽ viết như sau. Đầu tiên, đặt bút ở đường kẻ ngang số 6, viết một nét cong dưới. Sau đó chuyển hướng viết một nét cong trái đến dưới đường kẻ ngang số 3. Nét 2 từ đường kẻ ngang số 3, viết nét khuyết dưới. Điểm cuối cùng của nét khuyết cách dòng kẻ 1 3 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Các em hãy quan sát quy trình viết. Đặt bút ở đường kẻ ngang số 6, viết một nét cong dưới. Chuyển hướng viết một nét cong trái đến dưới đường kẻ ngang số 3. Nét 2 từ đường kẻ ngang số 3, viết nét khuyết dưới. Điểm cuối cùng của nét khuyết cách dòng kẻ 1 3 ô ly. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2, ta được chữ viết hoa rê. Chúng ta cùng xem cô viết ở trên bảng nhé. Các em vừa theo dõi cô viết ở trên bảng rồi đúng không nào? Giờ thì chúng ta cùng thực hành viết ở bảng con. Các em hãy lấy bảng con ra, đặt ở trước mặt của mình, rồi viết cho cô một chữ viết hoa rê cỡ vừa.
viết tiếp cho cô một chữ viết hoa rê ở bên cạnh nữa. Vậy các em đã hoàn thành rồi đúng không nào? Những bạn nào chưa viết tốt, các em có thể luyện tập thêm từ 2 đến 3 lần. Đối với chữ viết hoa rê cỡ nhỏ, quy trình viết cũng tương tự như trên, nhưng với độ cao bằng nửa chữ viết hoa rê cỡ vừa, tức là 4 ô ly. Chúng ta cùng xem quy trình viết nào. Giờ chúng ta thực hành viết chữ viết hoa rê ở trên bảng con nhé. Các em hãy viết cho cô một chữ viết hoa rê cỡ nhỏ. Viết tiếp một chữ viết hoa rê cỡ nhỏ ở bên cạnh nữa nào các em. Cô biết rằng đã có nhiều bạn nhỏ viết rất là tốt rồi đấy. Giờ chúng ta hãy thực hành viết vào vở tập viết thôi nào. Các em hãy mở vở tập viết ra và nghe nhiệm vụ cô giao. Các em hãy viết cho cô hai hàng chữ viết hoa rê cỡ vừa và một hàng chữ viết hoa rê cỡ nhỏ. Các em bắt đầu viết đi nào. Những bạn nào chưa viết xong, các em có thể hoàn thành bài viết sau tiết học này nhé. Giờ thì chúng ta tìm hiểu câu ứng dụng của bài nào. Trên đây cô có câu ứng dụng, các em hãy đọc thầm cho cô. Giờ thì hãy đọc cùng với cô nào. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Câu ứng dụng mà hôm nay chúng ta học đó là một câu tục ngữ để các em. Vậy các em hiểu được câu tục ngữ này có nghĩa gì? Như các em đã biết, mực có màu đen nên dễ khiến cho những vật tiếp xúc với nó cũng bị nhuộm màu đen. Còn đen thì sáng, cho nên những vật ở xung quanh đen cũng được chiếu sáng. Hay câu tục ngữ này còn có một ý nghĩa rằng nếu chúng ta ở gần môi trường xấu, ở gần những người xấu và làm những việc xấu thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng xấu. Ngược lại, nếu chúng ta ở gần những người tốt, làm những việc tốt thì chúng ta sẽ học được những điều tốt đẹp. Giờ chúng ta trở lại với câu ứng dụng nào. Trong câu ứng dụng các em điểm thử xem có bao nhiêu chữ. À, rất dễ để các em đếm được, có 8 chữ đúng không nào? Và 4 chữ đầu được ngăn cách với 4 chữ sau bằng dấu phẩy. Về các em quan sát và cho cô biết, trong câu ứng dụng, chữ nào phải viết hoa? À, có chữ gần phải viết hoa. Và trong chữ gần có con chữ rê được viết hoa. Các em lưu ý, viết con chữ rê với độ cao 4 ô ly. Nét cuối của con chữ rê nối tiếp liền với nét một của con chữ ở. Khoảng cách giữa chữ này với chữ kia bằng một con chữ o. Vậy trong câu ứng dụng, chữ nào được viết hoa? À, chữ gần được viết hoa. Và trong chữ gần có con chữ rê được viết hoa. Các em lưu ý viết chữ rê với độ cao 4 ô ly. Nét cuối của con chữ rê nối tiếp liền với nét một của con chữ ở. Khoảng cách giữa chữ này với chữ kia bằng một con chữ o. Trong câu ứng dụng, những con chữ nào có độ cao 2 ô ly rưỡi? À, có con chữ h và con chữ rê cao 2 ô ly rưỡi. Con chữ d cao 2 ô ly.
con chữ T cao 1 ô ly rưỡi và con chữ S cao hơn 1 ô ly. Những con chữ còn lại các em viết với độ cao 1 ô ly. Ngoài ra trong câu còn có các dấu thanh như là dấu huyền và dấu sắc. Các em lưu ý đặt ở ngay âm chính. Khi viết xong câu thì các em nhớ đặt dấu chấm ở cuối câu cạnh bên con chữ R. Giờ chúng ta hãy xem cô Hòa viết nhé. Các em đã sẵn sàng viết vào vở tập viết chưa? Các em hãy mở vở ra và hoàn thành phần viết còn lại nào. Các em hãy viết cho cô một hàng chữ gần và hai hàng câu ứng dụng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các em hãy bắt đầu viết đi nào. Cô có lời khen dành cho những bạn đã viết tốt và hoàn thành xong rồi. Những bạn nào chưa hoàn thành xong, các em hãy hoàn thành sau tiết học này nhé. Giờ chúng ta hãy nghỉ giải lao một chút, thư giãn đôi tay để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bạn nhỏ trong bài hát được đến trường, được gặp cô và các bạn. Và các em hôm nay cũng sẽ biết được một lớp học rất là đặc biệt. Lớp học được diễn ra ở những cành cây, tán lá và cô giáo là một chú chim thì các em. Vậy để biết được câu chuyện đó là gì, các em hãy quan sát bức tranh sau. Trên đây cô có 4 bức tranh. Các em hãy quan sát tranh cho thật kỹ và nói tên các loài chim có trong bức tranh này nào. À, các em đã đoán được tên của các loài chim rồi đúng không? Đây là chim hòa mi, đây là vẹt, quạ và còn có chim hoàng oanh. Và câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta học có tên hòa mi, vẹt và quạ, đó cũng là tên của 3 nhân vật mà cô vừa giới thiệu đấy. Các em hãy cùng lắng nghe câu chuyện để biết được bạn nào chăm chỉ học tập để có giọng hát hay nhé. Hòa mi, vẹt và quạ. Ngày xưa ngày xưa, hòa mi, vẹt và quạ đều không biết hát.
Một hôm, Họa Mi nói với các bạn: "Tôi thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé, thật đáng ngưỡng mộ." Vẹt nghe Họa Mi nói vậy, liền bảo: "Hay chúng ta đến gặp hoàng oanh, nhờ cậu ấy dạy hát cho." Họa Mi và Quả đồng ý. Cả ba đến gặp chim hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với các bạn: "Học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhé." Mấy ngày đầu, hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng. Quả không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng: "Hôm nào cũng luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?" Được vài hôm, Quả cau nhau: "Sao cứ luyện giọng mãi thế?" Nói rồi, Quả chán nản bay đi, không học nữa. Chỉ có Họa Mi và Vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh học. Ngày ngày trôi qua, Họa Mi và Vẹt đã hát được với giọng êm ái, còn Quả thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã. Các em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện này thêm một lần nữa. Câu chuyện Họa Mi, Vẹt và Quả. Ngày xưa, Họa Mi, Vẹt và Quả chưa biết hát. Một hôm, Họa Mi nói với các bạn: "Tớ thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé, thật đáng ngưỡng mộ." Nghe vậy, Vẹt liền bảo: "Hay chúng ta đến gặp chim hoàng oanh, nhờ cậu ấy dạy hát cho." Họa Mi và Quả đồng ý. Cả ba đến gặp chim hoàng oanh và nói lên mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với các bạn: "Học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhé." Mấy ngày đầu, Hoàng oanh dạy các bạn luyện giọng. Quả không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng: "Hôm nào cứ luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ?" Được vài hôm, Quả cau nhau: "Sao cứ luyện giọng mãi thế?" Nói rồi, Quả chán nản bay đi, không học nữa. Chỉ có Họa Mi và Vẹt vẫn chăm chỉ đến nhà hoàng oanh để học. Ngày ngày trôi qua, Họa Mi và Vẹt đã hát được với giọng êm ái, còn Quả thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã: quả, quả, quả. Câu chuyện có kể đến đây là hết rồi. Vậy qua câu chuyện này, các em thấy các bạn Họa Mi, Vẹt, Quả và chim hoàng oanh như thế nào? À, cả ba bạn Họa Mi, Vẹt và chim hoàng oanh nhờ sự chăm chỉ, cố gắng luyện tập mà cuối cùng đã có được giọng hát hay. Còn bạn Quả vì không kiên nhẫn, chán nản nên cuối cùng phát ra âm thanh buồn bã. Vậy các em cũng thế, các em phải biết chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi. Đừng mất kiên nhẫn, chán nản như bạn Quả trong câu chuyện này các em nhé. Trong câu chuyện này có 4 bức tranh. Ở dưới mỗi bức tranh có một câu hỏi gợi ý. Các em hãy đọc những câu hỏi gợi ý ở dưới mỗi tranh cùng với nội dung câu chuyện mà cô vừa kể và trả lời câu hỏi gợi ý này cho cô nhé. Các em đã trả lời được những câu hỏi gợi ý này rồi đúng không nào? Giờ cô và các em cùng nhau trả lời từng câu hỏi gợi ý này nào. Các em hãy quan sát bức tranh số 1 và cho cô biết Họa Mi, Vẹt và Quả nói chuyện gì với nhau. À, đúng rồi, bạn Họa Mi nói với các bạn: "Tớ thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé, thật đáng ngưỡng mộ."
Con vẹt thì nói, hay chúng ta định nhờ chim hoàng oanh dạy hát cho. Vậy để biết được ba bạn định gặp chim hoàng oanh và nói điều gì, chúng ta cùng quan sát bức tranh số 2. Hòa Mi, Vẹt và Quả định gặp chim hoàng oanh vì chuyện gì? À, cả ba bạn định gặp chim hoàng oanh vì ngưỡng mộ giọng hát của chim hoàng oanh và nhờ chim hoàng oanh dạy hát đấy. Vậy để biết được ba bạn có học tập chăm chỉ hay không, các em cùng quan sát bức tranh số 3. Ở đây, bạn Quả đã bay đi rồi đúng không nào các em? Vậy vì sao bạn Quả lại bỏ các bạn bay đi? À, tại vì Quả không kiên nhẫn, cau nhau, sao cứ luyên dòng mãi thế, nên đã chán nản bỏ các bạn bay đi. Vậy câu chuyện kết thúc như thế nào? Các em hãy quan sát bức tranh số 4 và trả lời câu hỏi cho cô. Ở cuối câu chuyện, Vẹt và Hòa Mi có thể hát được với giọng êm ái, còn Quả thì chỉ phát ra âm thanh buồn bã, quả, quả, quả. Cô và các em vừa trả lời những câu hỏi gợi ý ở mỗi bức tranh rồi. Các em hãy quan sát lại 4 bức tranh thêm một lần nữa để nhớ lại nội dung của câu chuyện này nhé. Ở mỗi bức tranh mà cô và các em vừa tìm hiểu, tương ứng với một đoạn của câu chuyện. Các em hãy lựa chọn cho mình 1 đến 2 đoạn mà các em thích, rồi kể cho bố mẹ và người thân của mình nghe. Giờ bố mẹ đã nghe được câu chuyện của các em rồi đúng không nào? Các em hãy lắng nghe xem những bạn học sinh trường tiểu học Già Lê đã chọn được đoạn mà mình thích, rồi kể có hay không nhé? Xin chào các bạn, mình tên là Dương Yến Thảo, học sinh lớp 21, trường tiểu học Già Lê. Mình rất thích câu chuyện Hòa Mi, Vẹt và Quà. Hôm nay mình sẽ kể đoạn 1 và đoạn 2 cho các bạn nghe nhé. Ngày xưa, Hòa Mi, Vẹt và Quà đều không biết hát. Một hôm Hòa Mi nói với các bạn, tôi thấy chim hoàng oanh hát hay lắm nhé, thật đáng ngưỡng mộ. Vẹt nghe Hòa Mi nói thế liền bảo, hay chúng ta định gặp chim hoàng oanh nhờ cậu ấy dạy hát cho. Hòa Mi và Quà đồng ý, thế là cả ba định gặp hoàng oanh và nói mong muốn của mình. Hoàng oanh đồng ý ngay. Hoàng oanh nói với ba bạn, học hát rất vất vả, các bạn phải chịu khó nhẹ. Phần chuyện mình kể đến đây là hết rồi, xin chào các bạn. Các em hãy lắng nghe bạn nhỏ thứ hai kể như thế nào nhé. Xin chào các bạn, mình đây là Nguyễn Lê Thanh Mẫn, học sinh lớp 23, trường tiểu học Già Lê. Hôm nay mình sẽ kể đoạn 3 và đoạn 4 của câu chuyện Hòa Mi, Vẹt và Quà. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Mấy ngày đầu, Hoàng Oanh dạy các bạn luyện giọng. Quà không kiên nhẫn được, nghĩ trong bụng, hôm nào cũng luyện giọng thế này, bao giờ mới hát được cơ chứ. Được vài hôm, Quà cầu nhau, sao cứ luyện giọng mãi thế, nói rồi Quà chẳng nản bay đi, không học nữa, chỉ có Hòa Mi và Vẹt là vẫn chăm chỉ đến nhà Hoàng Oanh để học. Ngày ngày trôi qua, Hòa Mi và Vẹt đã hát được với giọng êm ái, còn Quà thì chỉ biết phát ra âm thanh buồn bã, quà, quà, quà. Mình đã kể xong rồi, tạm biệt các bạn nhé. Các em thấy hai bạn kể có hay không nào? Về nhà, các em hãy tập kể từng đoạn của câu chuyện, hoặc tốt hơn, các em có thể kể toàn bộ câu chuyện này. Vậy qua 2 tiết học này, các em đã được học điều gì?
À, các em đã được viết chữ viết hoa rê. Viết được câu ứng dụng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nghe kể câu chuyện Hoa Mi, Vẹt và Quả. Và câu chuyện còn muốn khuyên chúng ta một điều rằng ai chăm chỉ thì sẽ thành công. Tiết học đến đây đã kết thúc rồi. Cô xin chào và tạm biệt các em.